Alo? Alo, Dạ, em nghe đây ạ. alo. Dobrý Vечер. Как у вас дела? vечер. Колесо отлично. Отлично, молодец. Хорошо, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nè. Trước khi vào bài học thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Так вот, у нас есть что? Chúng ta coi bài đọc gì đây nào. Так, доброе утро, меня зовут Лаура. Em đọc câu thứ hai Аминья Михаил, можно Миша? Очень приятно, Миша. Кто это? Это мой коллега Николай Иванович Романов. Очень приятно. Хорошо. Chúng ta đọc đoạn đối thoại thứ hai nào. Так. Миша, можно вопрос? Пожалуйста. Это твой друг? Да, это мой друг. А как его зовут? Его зовут Александр. Александр. Александр, а это твоя подруга? Да, это моя подруга. Как ее зовут? Ее зовут Лена. Хорошо. Хорошо. А, да ладно, đoạn đối thoại thứ hai của chúng ta. Chúng ta xem tiếp nào. Так, добрый день, меня зовут Николай. Очень приятно, Николай. А как ваша фамилия? My familia Romanov. А отчество? Отчество. Мое отчество Иванович. Я Николай Иванович Романов. Хорошо. Наташа, это мой друг, его зовут Антон. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Мне очень приятно, Наташа. Как ваши дела? Очень хорошо, Антон, спасибо. Так, привет, Ира. Привет, Лан. Как у тебя дела? Хорошо, спасибо. Лан, кто это? Это моя Анна Продавец. Так, а кто рядом с ней? Это клиент НТК. Клиентка. Да, Клиентка, клиентка. правильно? Клиентка. Ага, как ее зовут? Ее зовут Наташа. Все ясно. Хорошо. À, vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong các một số đoạn đối thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đại từ sở hữu ở trong tiếng Nga. Đại từ sở hữu ở trong tiếng Nga chúng ta sử dụng theo giống của danh từ. Đại từ sở hữu tương đương với đại từ nhân xưng ya, có nghĩa là tôi, thì sẽ có đại từ sở hữu của tôi với nghĩa là của tôi. Định dạng của nó là mối giống đực, mày giá giống cái, mày yếu giống chung và mày ý số nhiều đấy. Tương ứng với đại từ nhân xưng tươi thì có từ vôi, từ vài giá, từ vài yếu, từ vài ý. Tương ứng với mươi thì có nash, nasha, nashe, nashe. Tương ứng với ngôi vui thì có vash, vasha, vashe, vashe. Và ba đại từ nhân xưng on, anna, ani có nghĩa là anh ấy, cô ấy và họ, thì có ba đại từ sở hữu không bao giờ biến đổi, đó là ivo, iyo và ich. Đồng ý chưa nào? Đấy. Vất thạc vật. Vậy thì chúng ta phải nhớ như vậy nhé và học thường xuyên đọc như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy một vài ví dụ nào. Em sẽ cho thầy câu là đây là ngôi nhà của tôi. Nói nào. Đây là ngôi Ngôi nhà là gì? tôi đô mà Ngôi nhà là dôm, của Ngôi tôi là gì? đô Thế được đô rồi. Có vậy tôi không nói được đấy. Это мой дом. Đúng là. Đúng không? Đấy. Thế là quá là dễ đúng không? Thế bây giờ thì khi mà chúng ta muốn nói một câu đó tự dưng chúng ta ngừng lại, khựng lại, không nói được nữa. Bởi vì sao chúng ta chưa bao giờ nói cái câu đó. Đúng không nào? Mặc dù là tất cả biết hết rồi. Это мой дом. Đấy. Đây là ngôi nhà của cậu nè. Tvoi. Это Твой твой дом. дом. Đấy. Это мой дом, это твой дом. Quá là dễ, có gì mà phải khó. Đấy. Đây là ngôi nhà của chúng ta. Đây đọc là gì? Của chúng tôi là gì? Это Это наш дом. Ngôi nhà của các bạn nè.
Đây là ngôi nhà của các Это bạn. ваш дом. Это ваш дом. Хорошо. Đây là mẹ của tôi. Это моя мама. Thế nói lại nào. Mẹ của tôi. Đấy. Это моя мама. À, đó là gì? Do chúng ta chưa nói. Xong chúng ta nói ít, nói nhiều vào. Это моя мама. Đấy. À, đây là mẹ của bạn. Это твоя мама. Đọc là gì? Твоя мама. Nói lại nào. Это твоя мама. Đây là mẹ của chúng ta. Это наша мама. À, đây là mẹ của các Это наша мама. bạn. Это ваша мама. Thế bây giờ nói đây là bà của tôi. Это моя. Bà là gì? Папа. Бабушка. 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 Нет, бабушка. Бабушка. Ba bù 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 đắp bù đắp nói từ bù Lại đắp là cái câu này phải. Dạ. nó ba bushka Бабушка. bù bù bầu bù huyền bù nói bù này bù bù Бабушка. đúng rồi đấy nói thế đúng rồi đấy ba bushka nói lại nào. Бабушка. Đấy sợ 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 âm sợ nặng ba bushka Бабушка. đúng rồi đó nó như vậy nhé. À đây là bà của cậu. Это твоя бабушка. Đây là bà của chúng tôi. Это наша бабушка. Đây là bà của các bạn. Это ваша бабушка. Đây là quyển sách của tôi. Да. Это моя книга. 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 Âm cờ không âm thanh. Книга. 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 Nói lại nào. Đây là quyển sách của tôi nè. Это моя книга. Đúng rồi. Đây là quyển sách của bạn, của cậu. Это твоя книга. Đây là quyển sách của chúng ta. Это наша книга. Đây là quyển sách của các bạn. Это ваша книга. Bây giờ nói đây gia đình của tôi. Gia đình là gì? Это gia đình là no. Семья. 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 Это моя семья. Đúng rồi, đây là gia đình của bạn nào. Dạ. Это твоя семья. Đúng rồi, đây là gia đình của chúng ta. Dạ. Это наша семья. Đã, đây là gia đình của các bạn. Это ваша семья. À, cái áo dài là gì? Cái váy dài là gì? À, váy dài, платье. Платье. Đúng không? Đấy. Dạ, có biết từ đó không? Dạ. Biết từ đó không? Hôm bữa thầy này có bài số 2, vốt. Số 2. Đã. Vốt dạ. Платье. 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 Cái máy áo phông là gì? Майка. Майка. Đấy. Cái váy là gì? Chân váy là gì? Юбка. Юбка. Cái mũ là gì? Mũ là шапка. 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 À thế vậy thì em thấy là cái việc học từ phải học hàng ngày đấy. Bây giờ các em học từ học học đến đâu quên đến đấy nhé. Hiện nay các em đang tình trạng học đến đâu quên đến đấy, bởi vì sao? Các em chưa có nhiều từ mà đọc là từ nào cũng như lạ đấy. Đọc hôm qua đọc rồi, hôm nay đọc lại như dường như là mới đấy. Bao giờ các em có độ khoảng 100-200 từ, hiện nay là về nguyên tắc ra em phải có hơn 100 từ rồi đấy. À đó, thì lúc đó là bắt đầu cái đầu chúng ta nó quen dần lúc đó là chúng ta sẽ nhớ dễ nhớ hơn đấy. Đó. À bây giờ em nói cái từ áo dài nào, váy dài nào. Váy dài là gì? Vừa nói rồi đấy. Giúp cả.
Nào, là gì nào? Prachya. Platie. Prachya. Nói nào, platie. Prachya. Đây là danh từ giống gì đây? Dạ đây là danh từ giống cũng được. Giống được thì nó phải là Giống tận cùng là phụ âm chứ. Tất cả các danh từ giống được tận cùng là phụ âm hoặc giống này. Đây là danh từ giống. dạ rồi giống cái Giống cái thì tận cùng là đuôi A hoặc là ia. a Giống cái, danh từ giống cái tận cùng là đuôi A hoặc là ia hoặc là giống này. Vậy thì đây là danh từ giống gì? giống chung À đúng không? À đúng không? Đấy. dạ À thế nói giống chung luôn thì chả nói. À, cứ nói giống được vì giống cái cứ loanh quanh. Đấy. Đấy. Danh từ giống chung có đôi o đôi e đúng chưa? À thế tại sao mà không nhớ được danh từ gì không chọn được cái đại từ sở hữu đi với nó đúng không? À bây giờ chúng ta biết nó là giống chung rồi, chúng ta mới chọn thế này, cột giống chung này. À bây giờ nói cái áo dài của tôi này, Etamoya mayo, mayo, mayo plaché, Etamayo plaché nào. Etu tvayo, Etamayo tvayo, Palacio plaché. Đây là cái áo dài của chúng ta Etanase Palacio nè. Đây là cái áo dài của các bạn Etavase Palacio nè. Etu vashe plaché. Etu vashe plaché. À, thế bây giờ rượu vang là gì? Rượu vang. Nào. Có nhớ rượu vang là gì không? Quên rồi đấy. Dạ không. Vino. 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 Có phải không? Đấy. À, đuôi đuôi của danh từ là đuôi gì đấy? Chữ ô ạ. Ồ, Giống vậy đuôi chung. ô là danh từ giống gì? Giống chung ạ. Giống chung. Giống chung chúng ta sẽ chọn cái cột này. Đấy. Bây Mayo. giờ bạn sẽ nói cho mình câu là đây là rượu vang của tôi. Etamoyo. No. Vino. À Etanoyo chúng ta cùng đọc lại các danh từ này, là các đại từ sở hữu này nào. Nào, mayo, Mayo tvayo, Tvayo naše, Nase vaše. Vase À, về phải nghe lại video và đọc nhiều lần nhé. Nghe Vâng lại video và đọc theo nhớ chưa nào. Đấy, ở trong đó chúng ta đọc rồi này. Mayo, tvayo, naše, vaše. Thậm chí đọc nhiều lần rồi đấy. À thế vậy thì nghe video xong nói theo nhé. Mayo tvayo nashe vashe. Thế nào đấy? Đây đọc là gì nào? Mayi tvayi nashe vashe. Đấy, đúng không? Có phải không? Đấy. Dạ Út. vâng. À, thế giờ chúng ta sẽ nói nè. À, đây là cái áo dài của tôi nè. Etamoyo, Lại moyo rồi. Etamayo, Mayo. Mayo lúc No, Palatia. Palacio. À, thế ngồi học có cái bút không, tờ giấy không? Có cái bút tờ giấy không? Có rồi. À, thế Có viết rồi. ra nào. À, này, nhìn thấy cái chữ này, Palatia, viết nhanh ra để mà còn đọc này. Đúng không? Tờ giấy và cái bút nó là cái gì? Là cái bộ nhớ tốt nhất đấy. Bố viết luôn, Palatia. Gạch ngang áo dài, Palatia, áo dài, Palatia, áo dài đấy. No, các bạn nào. Mayo gì nào? Mayo Palacio. À, đây là mayo plaché, từ mayo plaché. Đây là cái áo dài của cậu này. Etovoyo Lại từ Palacio. voyo rồi. Etovayo. Từ vayo. Ê, từ vayo. Gì nào? Etovayo. Plaché. Etovayo À, хорошо. Tiếp theo nào. Đây là áo dài của chúng ta. Etanase Palacio. Etanasi plache. Đây là áo dài của các bạn. Etavase Palacio. Etavase plache. Etavase plache. Đấy. Хорошо. Đấy. À đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các định dạng số nhiều nào. À số nhiều chúng ta sẽ sử dụng danh từ dê chỉ. Có nhớ danh từ dê chỉ là gì không? Dê chỉ là gì? Dê chỉ có nghĩa là gì? Quên rồi đấy. Nó dễ chi là các em bé trẻ con, các con của mình đấy.
À, chúng ta nói là à đây là những đứa con của tôi. Đây là những đứa con của tôi. Etmai ý dễ chị. Đấy. À, đây là những đứa con của cậu. Tờ vài ý. Tờ vài ý. Nói là tờ vài ý. Dễ chị. Tờ vài ý dễ chị. Đây là những đứa con của chúng ta. Nashi dechi. Etanashi dechi. Đấy. Đây là những đứa con của các bạn. Etavashi dechi. Etavashi dechi. Etavashi dechi. Đấy. Chúng ta đọc lại nào. Mai y dechi. My Dechi. Tvai y dechi. Vai izeti. Va nashi dieti. Vashi dieti. Vashi izeti. Хорошо. Bây giờ chúng ta nhớ lại từ cha mẹ là gì? Nó, chúng ta có từ dieti là các em bé nhé. Nó. Dieti là các em bé, đúng không? Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại cái từ cha mẹ là gì nào. Nó. Cha mẹ. Đấy. Đấy. À, đó là radicelli đấy, chúng ta có từ ra di chenli đấy, radicelli cha mẹ, radicelli đã để papa cộng với mama thì bằng radicelli, được chưa? Đấy, papa cộng mama thì thành radicelli, đồng ý chưa? Đấy, rất đó, đấy là từ chúng ta, từ mới đối với chúng ta nhé. À, chúng ta đọc từ này nào. Radicelli. Radicelli. Đã, radicelli. Nói lại nào. Radicelli. Radicelli. Radicelli là phụ huynh của chúng ta đấy. Cả bố cả mẹ đấy. Đấy. Vâng. À, bây giờ nói nào. Đây là bố mẹ của tôi. Это мои. Это мои родители. Это мои родители. Хорошо. Đây là bố mẹ của các cậu nào. Bố mẹ của cậu này. Это твоя. Từ vài ý. Это твои родители. 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 Это твои родители. Đây là cha mẹ của chúng tôi. Это наши родители. Это наши родители. Đây là cha mẹ của các bạn. Это ваши родители. Это ваши родители. Это ваши родители. Хорошо. À, bây giờ mình sẽ hỏi bạn là, à, bây giờ em sẽ nói cho thầy tổng hợp tất cả những cái đại từ sở hữu này nào. Đây là ngôi nhà của cậu. Ngôi nhà của cậu rồi. Это наш дом. Của cậu. Твой дом. À, của cậu ạ. Твой. Это твой дом. Твой дом. Đây là quyển sách của chúng ta. Đây là quyển sách của chúng ta. Это chúng ta. Это наш. Наша. Наша книга. Это наша книга. Хорошо. Đây là rượu vang của anh. Đây là rượu vang của các anh. Của các anh. Của các anh. Đây là rượu vang của các anh. Это ваша, ваше, это ваше его, вино, вино, это ваше вино, да? À, đây là các con của chúng tôi. Đây là các con của chúng tôi. Con của chúng tôi ạ. Это наши дети. Дети. Это наши дети. Это наши дети. Да? Это наши дети. Đúng nào, đấy. Хорошо. À, đó. Thì vậy thì ở đây chúng ta thấy đó là cái cách mà chúng ta sử dụng đại từ sở hữu nhé. À, và theo cái cách đó thì em phải rèn luyện nhiều nhé. Đúng không? Đấy. Rèn luyện nhiều. Lấy một đại từ ra xong rồi lấy một cái danh từ bất kỳ lắp ghép vào vị trí. Đấy. À, những cái danh từ chúng ta đã có sổ từ rồi.
À, có số từ ghi được bao nhiêu từ rồi nào? Nào. Хорошо. À, rồi, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem ôn lại xong đại từ sở hữu. Và đại từ sở hữu ngày nào chúng ta cũng phải ôn đấy. À đó, các bài sau thì lại lôi cái này ra chúng ta lại ngồi ghép từ để cho nào. Đấy. À nó tạo thành thói quen thì chúng ta nói. Bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng cái kiến thức với đại từ sở hữu để làm bài này nè. À ở đây chúng ta phải ghép đại từ sở hữu môi và maya. Môi là đi với danh từ giống từ, maya là đi với danh từ giống cái. Đấy. Chúng ta có câu này. Кто это? Đây là ai vậy? Это подруга. Đặt gì thế nào? Это подруга. Maya. Maya подруга. Да. Зовут Лена. Это Майя зовут. À tại sao lại это Maya vào đây? Зовут đây thì phải là một trong những đại từ Зовут nhân xưng. Maya подруга Меня tương đương với ngôi gì? Maya подруга tương đương ngôi gì nào? là đúng Tương đương với ngôi đúng cái Anna. Anna Anna mà đúng Anna mình đi vào để hỏi tên thì thành cái gì? Minya À, Minya thì nó là Ia thì mới thành Minya được chứ. À, đúng không? À, đúng không dạ nào? Ia thì mới thành Minya được. Đây của chúng ta đây là gì nào? Nó. Đây là gì nào? Nào, Ia thì thành Minya này. À, đây là Ôn Anna thì thành gì đấy? ôn Anna thành yêu Iyo, thế vậy chúng ta nói sao? yêu Iyo ra vút yêu ra liên liền, thấy chưa đấy? À, хорошо. Chúng ta câu thứ hai này, кто đây это? là Rita Pachel là thầy giáo Môi dạy hay đại là học ở Maya? Nó giống được thì chúng môi ta dùng gì? Это môi môi преподавачен, хорошо. môi Môi преподавачен thì tương đương với đại từ nhân xưng gì? Preparavachen thì là ai? Là ôn. Ôn thì chuyển sang nói tên thì thành gì? Ôn chuyển sang nói tên thì thành gì nào? Ôn thì thành gì? Nó. Ôn thì thành gì? ôn thành Ivo Evil. À chúng ta nói nào? Vậy nói sao? Ivo Evil. dạ Ivo Evil зовут Николай Петрович. Đấy. Đúng không? À thế đọc cả câu nào. Это мой преподаватель. это мой преподаватель Преподаватель его. его зовут Николай Николай Петрович, да? Николай Его зовут Николай Петрович. А, хорошо. Câu thứ ba nào, кто это? Кали kia gà là Кто giống это? chung Кто это? Tôi Mai Maya Kaliga Ete, Ete Maya Kaliga, đúng rồi, Maya Kaliga Kaliga. Và đây sẽ là gì? Nếu Maya thì đây sẽ là gì? Maya thì Kaliga. À, đây sẽ là Iyo, đúng không nào? Đấy. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì? Maya thì thành Iyo, môi thì thành Iyo, cứ thế mà làm thôi. Đấy. Iyo ra bút gì nào? Iyo ra bút Onigara màn nữa vậy. Olivia Onigara màn nữa vậy. Ramana Onigara màn nữa vậy. Đấy. Onigara màn nữa vậy. Đúng không? Хорошо, кто это? Cái tôi Ether Это? Ether môi tu dèn Это мой студент. Хорошо. Yếu Nó. ra vũ À, môi thì thành gì? môi môi thành nhà y vô À, đúng rồi. Sao không tự tin? Cái môi thì thành Ivo, Anna, Maya thì thành Iyo, có gì đâu. Đấy, Iyo ra bút gì nào? yếu ra vũ Steve. Steve Chờ, Chief. Không đọc là chief Tiff, đọc là Chief. Chief và âm vờ đứng chief cuối từ bị đọc thành phở. Steve. chief Đây là nào? Ivo ra bút Steve. yếu ra vũ chief Đây là Iyo, đây là Ivo. Ivo ra vũ chief Steve, đúng rồi. Кто это? Это? это Maya Maya Mart. mát Tiếp theo. yếu Iyo zavu ta chien. yếu ra vũ ta chia nè Ta chien nè. Хорошо. ta Tiếp theo là кто это? это Maya
Моя студентка. Его. Ее зовут. Ио Марта. зовут Марта. Ее зовут Марта. Да? Хорошо. Кто это? Это мой Это сынок. я. Это Я thì thành gì? Я Я thì thành gì? мой. Я thì thành Anh Minya. mui Minya. Đấy. Minya Tại là sao cái tên Minya? sao Bởi vì sao nó có ra vút, nó là hỏi nó ra tên. Hỏi tên thì phải thành Minya, không thể là môi được đấy. Minya Đồng ý không? Nếu mà nó là danh dạ từ thì chúng ta mới môi Maya. Đấy, đây là danh từ này. Đấy, đúng không? dạ Хорошо. À, bây giờ mình sẽ hỏi bạn trả lời nè. Кто это? Это Maya, моя không đọc môi à, nói Maya. подруга. Это моя Đọc tiếp. подруга. Ее зовут Лена. Кто это? Это моя. Môi. Это моя. Là sai môi à? Môi là môi, Это sai môi мой. à? Môi. Мой. Это мой. Преподаватель. Его. Его зовут Николай Петрович. 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 Николай Петрович. Да? Николай Петрович. Петрович. Кто это? Это моя коллега. Коллега. Ее. Ее зовут Алира. Олига. 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 Романова. Олига Романова. Ольга Романова. Хорошо. Кто это? Это мой студент. Это мой студент. Его. Его зовут Стива. Стив. Không chữ V, Стив. Стив. Âm này đọc là Стив. F, F. Không có âm thanh. Стив. Стив. Phở. Có âm Стив. không đọc, không đọc phở. Steve, Стив. đọc lại Steve, Стив. đúng rồi đó nhé. Âm v đứng cuối từ bị đọc thành âm phở. Phở. Đấy, không đọc phở. Phở là âm thanh rồi. Đấy, Steve, Steve. Đấy, à chúng ta phải học đánh vần cái rõ ràng như thế nào. À, đây chúng ta đang học học đọc mà đấy, học đọc học đánh vần nên phải đọc đánh vần từng âm từng chữ một. Tôi ta, tôi ta, Это моя мать. à hả, Ее зовут Татьяна. Татьяна. Татьяна, хорошо. Кто это? Это моя студентка. Ее. Ее зовут Марата. Марта. Марта. Кто это? Это я. Меня зовут Виктор. Меня зовут Виктор. Меня зовут Виктор. Хорошо. À, так вот, vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong đoạn bài tập này rồi. À, bây giờ chúng ta cần phải đọc nhiều lần này. À, thầy sẽ gửi hình ảnh cho em này. Đọc nhiều lần này. Xong tập viết ra đây một lần này. Đấy. Và đọc rõ ràng ra. Это моя подруга, ее зовут Лена. Это мой преподаватель, его зовут Николай Петрович. Это моя коллега, ее зовут Ольга Романова. Это мой студент, его зовут Стив. Это моя мать, ее зовут Татьяна. Это моя студентка, ее зовут Марта. Это я. Меня зовут Виктор. Вот так, đấy. Đọc như vậy nhé. Nghe lại video xong đọc theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang học cấu trúc câu mới này. Đây là một trong những cấu trúc câu rất hay sử dụng. Đặc biệt trong bán hàng đấy. À đó. À, chúng ta đã học câu hỏi tên, trong đó có câu Mì nhá giá vụt, chì bé giá vụt. Đấy. Nát giá vụt, vá giá vụt, đúng không? Đấy. À, chúng ta thấy đại từ nó biến đổi giống như này. Nhưng đây không phải cách 4 nhé. Đây là cách 2. Đại từ nhân xưng cách 2 chẳng qua là nó trùng với cái đại từ Cách nhân xưng ở cách 4 mà chúng ta đã dùng để hỏi tên. Vậy thì cấu trúc này tại sao nó ở cách 2 mà chúng ta không dùng để hỏi tên? Bởi vì cấu trúc này nó đứng sau giới từ U.
Giới từ u là giới từ ở cách 2. Cho nên tất cả những danh từ đại từ đứng sau giới từ u là phải đứng ở cách 2. Cách 2 của chúng ta giống như cách 4, cho nên chúng ta không cần phải học, coi như học thuộc luôn rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn đọc thôi. Chúng ta đọc nào. U mi nhá. U mi nhé, U chi bé. u chi bia, U nas. u nas, U vas. u vas, U nhi vô. u nhi vô, U nhi yô. u nhi yô, U nhi. u nhi, Chúng ta cùng xem lại nào. U mi nhá. u mi nhé, U chi bé. u chi bia, U nas. u nas, U vas. u vas, U nhi vô. u nhi vô, U nhi yô. u nhi yô, U nhi. u nhi. Đấy. Хорошо. Đấy. Đó là chúng ta đã có tập hợp là ở ai? Ở tôi. Nói ở tôi nào. Ở tôi. Ở tôi. U mi nhá. Đấy. U mi nhé. Ở cậu. U chi bé. U chi bé. Ở chúng tôi. U nas. Nas. U vas. U vas. Đúng không? Thế bây giờ cái câu ở ai đó nó có cái gì? Ở tôi có cái gì thì dùng từ là yes. 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 Để đọc Yes. là yeah, sir. Yes. 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 Có chữ st, st. Nói thử nào. Yes. Yes. Nào. Đây là chữ st. Yes. Đó Yes. làm gì có chờ. Sao em lấy chờ. Chờ là có âm thanh đấy. Đây nó không có âm thanh. Yes. Yes. Đấy. Chữ sờ xong đến sự chờ nhưng không có âm thanh nhé. Yes. Đấy. Bây giờ nói tôi có một ngôi Yes. nhà. U mi nhá. Yes. Đúng. Yes. Khác thì sẽ gọi giờ đúng. Yes. Đúng. Yes. Đấy. Yes. Em nói chữ sờ này. S. Xong đến hỏi là anh nói hai chữ liền nhau. Đúng rồi, đấy. Yes. 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 Đúng. Yes, Yes. đúng. U mi nhà yes, Yes. đúng. U Yes. mi nhà yes, đúng. U Nào. mi nhà Yes. Yes, Đúng. đúng. Đấy. Gia đình là gì? Từ gia đình là gì? Nhẹ. Chữ gia đình cơ mà. Chữ gia đình đây này. Xin mẹ. Xin mẹ. Xin mẹ là gia đình đúng không? Đấy. Xin mẹ. Dạ. Xin mẹ. Đấy. Bây giờ nói tôi có gia đình nè. Ô mi nhà yes. Xin mẹ. Xin mẹ. Đấy. Yes. Xin mẹ. Ô mi nhà yes. Xin mẹ. Đấy. Bây giờ nói tôi có một người anh trai nè. Ô mi nhà yes. U Brat. mi nhà yes. Yes, brat. Yes, Tôi có một đứa em gái nè. U mi nhà yes, sistra. u mi nhà Yes, yes, sistra. 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 U mi nhà yes, sistra. Đấy. U mi nhà yes, sistra. Đấy. u mi nhà yes, Yes, sistra. Sistra. Đấy. yes, U mi nhà yes, sistra. Đấy. Bây giờ nói là tôi có cha mẹ nè. U mi nhà yes, radicelli. Umi Yes, radicelli. 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 У меня есть родители. Radicelli. У меня есть родители. Đấy. Đúng không? Một tạc vật. Thì bây giờ chúng ta có từ này. Em đọc từ này nào. Kvartira. Kvartira. Chira. Đó là căn hộ nhé. Kvartira. Nói lại nào. Chi rồi ghi bên cạnh là căn hộ nhé, căn hộ ta một căn hộ nhé. Đó bây giờ nói nào, tôi có một căn hộ. U mi nhà yes kvartira. U mi nhà yes kvartira. Yes kvartira. Chi rồi đúng rồi. Chúng ta có nhớ từ komnata là gì không? Komnata là một căn phòng. Thì bây giờ nói tôi có một căn phòng nào. U mi nhà yes komnata. Có đàn thả đúng rồi. Bây giờ nói tôi có một quyển sách nào. U
меня есть книга. 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 Да? У меня есть книга. Хорошо. А так, bây giờ sẽ nói là tôi có một cửa hàng. У меня есть. У меня есть магазин. Магазин. Хорошо. Yeah, да? А bây giờ chúng ta nói у меня tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói у тебя. У тебя. У тебя là cậu có, bạn có. Đấy. У тебя. Nói nào. У тебя. У тебя. Có một ngôi nhà. Yes. Đúng. Đúng. Đấy. À, bây giờ nói. Cậu có một căn hộ nào. У тебя есть. У тебя есть квартира. Квартира. Да? У тебя есть квартира. Хорошо. Tiếp theo nè. У тебя... cậu có một căn phòng nào? У тебя есть комната. У тебя есть комната. Tiếp theo nào? Cậu có một quyển sách nào? У тебя есть книга. Книга. Да. Bây giờ nói cậu có một cửa hàng nào? У тебя есть магазин. Магазин. Đấy. Cậu có gia đình rồi nè. У тебя есть. У тебя есть. Семья. Семья. Ага, у тебя есть семья. Да. У тебя есть семья. Đấy. Хорошо. Bây giờ nói cậu có một người em trai nè. У тебя есть брат. У тебя есть брат. Đấy. Ага. Bây giờ nói cậu có một cô em gái nè. У тебя есть сестра. Сестра. Bây giờ nói cậu có cha mẹ nè. У тебя есть родители. Родители. Ага. У тебя есть родители. Да. У тебя есть родители. Да. Хорошо. Bây giờ nói là cậu có ông và bà nè. У тебя есть. У тебя есть дедушка. Ага, да, сай рой. Дедушка. Ну, дедушка. Дедушка. И бабушка. И бабушка. Нет, бабушка. Бабушка. Нет, бабушка. Бабушка. Нет, бу, бу, бу. Ной бу, бу. Бу, бабу. Бабу. Бабушка. Đúng rồi, бабушка, шка, бабушка, да? Бабушка, дедушка, 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 душка, дедушка, бабушка, дедушка, бабушка, бабушка. Có thể mà không nói được đấy. À, mãi chả được đấy. Та-та-та, бабушка, бабушка, дедушка, дедушка. À, дедушка. Cả ngày mai cứ nói hai cái từ này cho nó quen đi. Бабушка, бабушка, дедушка, бабушка, дедушка. Дедушка, А, chúng ta có từ này nè. Красивая. Красивая. Красивая là đẹp nhé. Chúng ta có từ này. Từ này học rồi này. Одежда. Одежда. Ага. Одежда. Одежда là quần áo nhé. Красивая. Nói cả hai từ này. Красивая одежда. Красивая одежда. Одежда. Да. Красивая одежда. Красивая одежда. Одежда. Ага. Красивая одежда. Да? Красивая одежда. Да? Красивая одежда. Одежда. Красивая одежда. Красивая одежда. Да? Красивая одежда. Одежда. Красивая одежда. Да? 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 А, да? А, ты бы знал. Chúng tôi có một ngôi nhà. У меня есть. У меня есть. Дом. Да? Есть. Есть. Сача, сача, сача. Не không có âm thanh. Есть. Есть. À, đồn. Đồn. Chúng tôi có một căn hộ. Unas. Unas. Yes. Квартира. 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 Да? Unas есть квартира. Да? Bây giờ nói là chúng tôi có một căn phòng. Unas есть.
Conata. Đấy. Unas yes conata. Đấy. Хорошо. Bây giờ nói là anh ấy có một ngôi nhà nào. U nivo đây là đọc là u nivo yes do. U yes yes do. Đấy. À, nói cô ấy có một căn hộ. U nivo yes kvartira. Kvartira. Đấy. Họ có một quyển sách nào. U nich yes kniga. У них есть книга. Không nói khờ. Yes. 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 Nói lại nào. Yes. Yes. S. Yes. S. Sờ xong chờ. S. S. Nói lại nào. Yes. Nào, sờ đâu. Yes. Yes. Да. Есть. Есть. Есть книга. Есть книга. Угу. А, đúng không? Đấy. Хорошо. Thế vậy thì cái nội dung mà xây dựng câu nó là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nào. Ví dụ chúng ta này. Đấy. Nó. No. À, ví dụ đây chúng ta này. Chúng ta có những từ mới này, từ mới ghi ra vở sổ vở từ nhé. Về lơ xí biệt. Về lơ xí biệt. Velocipet là cái xe đạp này. Velocipet. À, sipet. Trọng âm là piet. Velocipet. Velocipet. Sao lại cứ si? Làm gì có si đâu? Đây là si chứ không phải si. Velocipet. Si, si, sấy si, sấy si. Sipet. Sipet. À ha. Velocipet. Nói nào. Velocipet. À, velocipet. Đó là cái xe đạp này. Đấy. Chúng ta có từ thứ hai này. Em bé này. Ri bionak. Ri bionak. Ri bionak. Ri bionak. Đấy, ri bionak là em bé này. Đấy. Cái ô tô này. Машина. Машина. Cái ô tô này. Машина. Машина. Ô tô nhé. Cái bánh gato này. Торт. 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 À ha, торт. Торт, đấy, торт, thấy chưa, đấy, торт, торт, à ha, торт, đúng không, đấy, торт, à ha, chúng ta cùng đọc lại nào, велосипед, велосипед, à ha, ребенок, ребенок, à ha, машина, машина, торт, 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 đấy, thấy chưa, так вот, хорошо, bây giờ nói, à, mình sẽ hỏi bạn, у кого есть u kavo là ai có? U kavo yes velocipet. U kavo yes velocipet. Nói trả lời sao? À, anh ấy có nè. U nivo yes. U nivo yes. 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 Yes gì đây? Velocipet. À, u nivo yes velocipet. Anh ấy có xe đạp đấy. U nivo yes velocipet. À, thế bây giờ nói. Mình hỏi ai có em bé nào? U kavo yes. Ребенок. 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 У кого есть ребенок? Trả lời sao? Cô ấy có một em bé. У нее. У нее есть. У нее. Есть. У нее. Есть. Ребенок. 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 У нее есть ребенок. Да? У нее есть ребенок. Đúng không? Đấy. Хорошо. Да. À, bây giờ chúng ta sẽ nói là ai có cái ô tô? У кого есть машина? Trả lời nào? Tự trả lời. U-i-o. Không, này, u-i-o, đọc u-ni-o. N-o. U-ni-o, yes, машина. Yes, машина. À, bây giờ chúng ta sẽ hỏi. U kavo yes tort. U kavo yes tort. Trả lời nào. U-ni-vo. U-ni-vo. U-ni-vo yes tort. Yes, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đây nào. U-mi-nya. U-mi-nya. U-chi-bia. У тебя. У него. У него. У нее. У нее. У нас. У нас. У вас. У вас. У них. У них. Хорошо. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang học phần từ mới nào. Chúng ta có những từ mới để chúng ta sẽ nói chúng ta có cái gì nào.
À, chúng ta có những từ mới này, em đọc nào. Don't. Don. Palace. Palace. Maika. Maika. Platok. Platok. Yupka. Yupka. Шапка. Шапка. Рубашка. 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 Ага, đấy, đọc lại nào. Платье. 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 Майка. Майка. Платок. Платок. Юбка. Юбка. Шапка. Шапка. Рубашка. Rubashka, rubashka là áo sơ mi đấy. À, bây giờ em sẽ nói giúp thầy câu là tôi có một cái ô. Uminya, yes. Uminya, yes, zon. Uminya, yes, yes, zon. Zon. Tôi có một cái áo dài. Uminya, yes. Platье. Tôi có một cái áo phông nào. Uminya, yes, майка. À ha. Tôi có một cái khăn nào. Khăn là платок. У меня есть платок. Платок. Tôi có một cái váy. У меня есть. У меня есть юбка. Юбка. Хорошо. Tôi có một cái mũ nào. У меня есть шапка. 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 Tôi có một cái áo sơ mi. У меня есть рубашка. Рубашка. У меня есть рубашка, да? У меня есть рубашка. Хорошо. À, thì tiếp theo nè. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này. Đấy. Bài đọc như là mình giải nghĩa xong sau đó em về em tự đọc nhé. À, chúng ta nghe thầy đọc nhé. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть одежда? Cô có quần áo không? Да, конечно. Chúng ta có từ конечно có nghĩa là lẽ dĩ nhiên rồi. Có, tất nhiên rồi. У нас есть одежда. Чем ты его купил? У вас есть юбки? Кого вы хотите? Да, у нас есть красивые юбки. Чем ты его купил? Да. У вас есть шапки? Да, у нас есть разные шапки. Разные, có nghĩa là khác nhau. Nhớ nhé, khác nhau. À, hôm sau thầy sẽ hỏi em разные là cái gì đấy. Ghi ra mà học nhé. Разные là sự khác nhau này. Đấy, chúng tôi có những cái mũ khác nhau. У вас есть зонты? Cô có ô không? Да, у нас есть зонты. Có, chúng tôi có ô này. У вас есть рубашки? Cô có áo sơ mi không? Да, у нас есть рубашки. Có, chúng tôi có áo sơ mi. А рубашки красивые? À, thế áo sơ mi có đẹp không? Конечно, они красивые. Lẽ dĩ nhiên là chúng đẹp rồi. А где у вас юбки? Thế váy của cô đâu? Váy của những cái váy của cô đâu? Tức là váy hàng hóa đấy. Вот они, đây chúng đây. Это очень красивые юбки. Chúng rất là đẹp nhé. Đấy. Bây giờ nghe thầy đọc lại một lần nhé, xong cứ thế ngồi đọc theo nhé. À, nghe video cứ ngồi đọc theo nhé. Добрый день. Здравствуйте. У вас есть одежда? Да, конечно. У нас есть одежда. У вас есть юбки? Да, у нас есть красивые юбки. У вас есть шапки? Да, у нас есть разные шапки. У вас есть зонты? Да, у нас есть зонты. У вас есть рубашки? Да, у нас есть рубашки. А рубашки красивые? Конечно, они красивые. А где у вас юбки? Вот они. Это очень красивые юбки. À, thế vậy thì đến đây chúng ta đã cùng nhau xem xong bài học ngày hôm nay rồi. À, phần bài đọc này em sẽ tự luyện đọc ở nhà. Hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra, đồng ý chưa nào? Đấy, хорошо. À, thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Спасибо, до свидания. Пока. Пока, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.